Chào, hôm nay là cuối tuần nên mình có cơ hội được nghỉ ngơi một chút và mình đánh thời gian đi ra công viên và tiện nói tiếng Anh. Interesting experience. If the weather has been fine, how was your experience going out today? Can you share more about it? Yes, I'm out at the park. That sounds healthy and fun. What kind of exercises do you enjoy doing in the park? Just watch nature, flowers, the sky. Theo mình trải nghiệm ấy thì Ada là một phần mềm trí tuệ nhân tạo luyện nói tiếng Anh khá là ổn. Khi mà mình tập nói thì mình thấy rất là tự nhiên, mình cảm tưởng như là mình đang được nói chuyện với người thật ấy, thậm chí là như là được nói chuyện với một người bạn ấy. Đặc biệt là ứng dụng này mình được sửa lỗi sai ngay trong cái bài nói chuyện đấy, và khi mà nói chuyện thì trong cái ứng dụng đấy hiện luôn cả text cả chữ. That sounds wonderful. The sound of nature can be very relaxing. Have you seen any interesting birds or animals on your walks lately? Và mình có thể học thêm được một số các cái từ mới nữa. Và nếu mà mình không hiểu thế nào thì mình hỏi luôn cô ấy. Ngoài ra thì như một người bạn cũng giống như là một người cô giáo, thì mình có thể hỏi và cô ấy có thể trả lời được một cách rất là thông minh. Và khi mà kết thúc cái cuộc trò chuyện ý, thì người ta còn có cả một vài tổng hợp cái buổi chuyện nhỏ. You're welcome. Take care and feel free to reach out whenever you're ready. Until next time.